Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi xe cũ nát gây ô nhiễm môi trường. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ra chỉ thị về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Văn bản được ban hành sau khi các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng những ngày qua. Tại chỉ thị này, Thủ tướng nhấn mạnh ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng. Nguyên nhân chính từ bụi, khí thải của các phương tiện giao thông, hoạt động xây dựng, hoạt động công nghiệp với lượng thải lớn và chưa được kiểm soát hiệu quả. Trong khi đó, diện tích cây xanh, mặt nước trong phát triển đô thị chưa đạt yêu cầu, việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật, chương trình, nhiệm vụ về kiểm soát ô nhiễm không khí chưa đồng bộ, hiệu quả. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi xe cũ nát. Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí đẩy mạnh thông tin về chất lượng không khí, các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm không khí, nguy cơ và tác hại tới sức khỏe con người. Các đơn vị sử dụng thông tin về chất lượng không khí do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp, xử lý nghiêm trường hợp thông tin sai lệch, gây hoang mang trong cộng đồng. Nhận định Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là các địa phương có nguy cơ cao. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân hai thành phố này thực hiện nghiêm việc xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý chất lượng không khí của địa phương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai mạng lưới quan trắc chất lượng không khí của địa phương, tăng cường số lượng trạm quan trắc tự động liên tục, cung cấp thông tin kịp thời về chất lượng không khí cho nhân dân. Người đứng đầu chính phủ cũng yêu cầu đẩy nhanh phát triển hệ thống giao thông công cộng, ưu tiên phương tiện sử dụng năng lượng sạch, không phát thải, thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành gây ô nhiễm môi trường trong thành phố. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh duy trì thường xuyên hoạt động phun nước rửa đường tại các trục, tuyến đường giao thông chính của các đô thị, thành phố để hạn chế bụi phát tán, đặc biệt trong điều kiện thời tiết hanh khô, lặng gió. Thu gom triệt để rác, bụi bẩn trên các trục tuyến, giải phân cách đường giao thông. Đặc biệt, từ nay đến giữa năm 2021, cần thực hiện ngay việc rà soát, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về kiểm soát bụi, khí thải tại các cơ sở công nghiệp, hoạt động giao thông, xây dựng thuộc phạm vi quản lý. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét tạm đình chỉ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất kế hoạch quản lý chất lượng không khí trong giai đoạn 2021 đến 2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 1 năm 2021. Tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình quan trắc chất lượng không khí bảo đảm hiệu quả, thực hiện kiểm soát chặt chẽ về chất lượng trong quan trắc môi trường không khí, công bố kết quả quan trắc và kịp thời cảnh báo ô nhiễm không khí cho cộng đồng. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng, ban hành tiêu chí và chứng nhận nhãn sinh thái đối với các sản phẩm, phương tiện và dịch vụ giao thông vận tải thân thiện môi trường. Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương xây dựng chương trình, đề án quốc gia phát triển phương tiện, hệ thống giao thông vận tải công cộng thân thiện với môi trường, trong đó có phương tiện giao thông dùng điện, trình Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phương tiện giao thông vận tải thân thiện với môi trường. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực của mình có liên quan đến bảo vệ môi trường. Các tỉnh thành khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm phương tiện cá nhân, đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Các địa phương tăng cường xử lý các cơ sở, hoạt động gây ô nhiễm không khí trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề xuất các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Thủ tướng cũng lưu ý các tỉnh, thành thực hiện nghiêm việc di rời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo đúng tiến độ, triển khai ngay việc tuyên truyền, vận động, có chính sách hỗ trợ các hộ gia đình, hộ kinh doanh nhỏ hạn chế, tiến tới không sử dụng than tổ ong gây ô nhiễm môi trường trong sinh hoạt ngay từ đầu năm 2021.